anh em livestream và chia sẻ vào các hội nhóm của Hà Nội Computer đây nhá. Mà sao wifi lag thế nhở? Em ơi, chỉnh wifi đi. Chỉnh với anh. Vẫn lag. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một con router mà nó bỏ qua hết tất cả những cái phiền hà như ban nãy. Anh em nhìn này, đây là cái lớp kim cương đen được phay ra từ viên kim cương khổng lồ. Đôi ơi. Từ Africa. Và đây là bốn cái anten được cắt từ răng nanh của bốn con hắc hổ. Mà anh em biết không, phải 1 triệu con hổ bình thường thì mới có một con hắc hổ. Và giá của nó tại cửa hàng là... Một chân tới nha. Giá của nó tại cửa hàng là 1 tỷ 8. Nhưng mà hôm nay sale cho anh em ở trên livestream này, anh em comment mã AX1500 chốt ngay cái đơn vào 1.799.000 cho anh em. Anh em chia sẻ với các hội nhóm của Hà Nội Computer, nhận ngay đơn vào mồm đấy nhá. Hey anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Và hôm nay mình sẽ nói đến một cái vấn đề rất chi nhức nhối. Chắc hẳn là anh em kiểu, nếu mà những anh em ở nhà trong ngõ và những cái nhà kiểu 3-4 tầng ấy, và thường thì router wifi sẽ đặt ở tầng 1, và khi mà lên tầng 2, tầng 3 thì sóng nó sẽ mất dần. Và nếu mà lên đến tầng 4, mà thường thấy ấy, thì là tầng 3 sóng nó đã kiểu tan biến luôn, không còn thấy một cái gì nữa. Và hoặc là những anh em kiểu nhà quá rộng và đặt wifi từ đầu nhà, dạng nhà ống ấy, đặt wifi từ đầu nhà và đến cuối nhà qua mấy lớp tường thì không bắt được wifi nữa. Và cái cảm giác này thực sự rất là khó chịu. Kiểu đang ở đầu nhà mình vẫn là wifi, đến cuối nhà mình đã phải bật 3G hoặc 4G lên rồi. Cái cảm giác đấy nó không thoải mái một tí nào. Và với những anh em như nhà cao tầng ấy thì sẽ phải mua thêm những cái cổng, gọi là những cái ổ kích sóng hay là kiểu nối dây lên. Và thực sự là nó cũng rất là lằng nhằng và phải tốn thêm rất là nhiều chi phí. Và hôm nay mình sẽ đưa đến cho anh em một cái giải pháp mà có thể kiểu xóa bỏ hết tất cả những cái phiền hà đấy. Và chỉ cần một cái router duy nhất thôi, chơi luôn cả tầng 4, từ tầng 1 lên nóc tầng 4 luôn. Để bắt đầu thế nào. Đây, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một con router đến từ TP-Link, có tên là Archer AX1500. Và cái hộp của nó thì chắc là với anh em mà dùng mạng VNPT hay là FPT ấy, thì cũng không lạ với mấy cái hộp của TP-Link rồi, hoặc là đã từng mua. Nó rất là đơn giản thôi và nó không có gì đặc sắc cả. Tuy nhiên thì cái thiết kế của hộp, hãng TP-Link vẫn rất là chăm chút để mà có thể kiểu bảo đảm được cái sự an toàn tốt nhất cho cái thiết bị của các bạn ấy. Đây này, phía bên trong thì chúng ta sẽ có một hướng dẫn sử dụng, dây nguồn và nhân vật chính thì đây, ở trên đầu này. Thiết kế tổng thể của AX1500 có ngoại hình nó khá là bắt mắt với cái tông màu là đen, và kèm theo đấy là những cái đường vắt cạnh như này. Anh em nhìn thấy nó khá là hầm hố và sẽ phù hợp với anh em hơn là chị em. Chúng ta sẽ có 4 anten ở đây. Nếu mà anh em không giấu được cái bộ pháp này vào một nơi nào đó trong nhà thì cái việc để AX1500 nó lộ thiên bên ngoài cũng khá là bắt mắt, vì cái góc này nó rất là ngầu, anh em có thể đựng để coi như là một cái trang trí cũng được. Ở phía mặt bên dưới thì vẫn như các router khác, chúng ta sẽ có thông số về sản phẩm và pack của bộ router khi mà anh em muốn thay đổi các cái thông số về cài đặt cũng như là mật khẩu. Ở phía bên trên này thì sẽ là cái vị trí móc treo để anh em có thể treo lên tường hay những vị trí cao phù hợp với căn nhà của mình. Ở đây chúng ta có 4 cổng LAN và 1 cổng WAN, nút WPS, Wi-Fi, nút nguồn và cổng cắm nguồn. Và tất nhiên rồi, đây là 4 anten định hướng truyền sóng. Sơ qua về hình thức bên ngoài và các cái cổng kết nối thì về cơ bản cái con router này nó như vậy, cũng không có gì quá nổi bật, cũng như là không có thêm nhiều cổng cắm như là mình đã nghĩ. Tuy nhiên thì như vậy là đủ để có thể anh em sử dụng trong nhà. Và cái điều mà để tạo lên được cái sức mạnh thật sự của AX1500 thì đương nhiên nó không phải thiết kế rồi, vì rất nhiều con ngầu. Trước tiên, điều không thể không nhắc đến đó chính là Wi-Fi 6. Thì Wi-Fi 6 đang dần thay thế và là cái tiêu chuẩn mới dành cho các cái thiết bị kết nối và phát sóng Wi-Fi. Wi-Fi 6 mang đến cho anh em một cái tốc độ lên tới 10 Gigabit và đạt 12 Gigabit ở tần số phát sóng không dây cao nhất, và trong cái khoảng cách thì nó rất là ngắn. Đây là một cái cải tiến khá lớn về tốc độ, nó tăng 30-40% so với chuẩn Wi-Fi 5 cũ. Nói một cách dễ hiểu hơn thì với Wi-Fi 6, đường truyền mạng nhà anh em sẽ nhanh và mạnh hơn rất là nhiều so với các cái chuẩn cũ. Về cái khả năng lan tỏa sóng thì anh em có thể kết nối thoải mái đa thiết bị và cái phát sóng ra khắp cái căn nhà, chứ không phải gặp những cái vấn đề như kiểu là bị vướng tường hay là lên trên tầng nữa. Về cơ bản thì cái chuẩn Wi-Fi 6 này nó rất nhanh và mạnh. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề anh em cần phải lưu tâm, đó là cái thiết bị di động mà anh em dùng để kết nối con router này để mà có thể khai thác được hết cái sức mạnh của chuẩn Wi-Fi 6 cũng phải có hỗ trợ kết nối Wi-Fi 6 thì anh em mới có thể
khai thác được hết. Tuy nhiên thì nếu không khai thác được hết thì cái sóng của nó vẫn rất là mạnh và đi xa, nên em không phải quan tâm quá là nhiều. Và dần dần các hãng cũng đã đang dần nâng cấp và đưa cái chuẩn 6 này vào các cái thiết bị của mình. Cụ thể là ở con Pro Max mà mình có mượn được ở đây thì cũng đã có cái chuẩn Wi-Fi 6. Và sắp tới là iPhone 12 vào tháng cuối tháng 9 thì cũng như vậy. Và các cái sản phẩm khác của Samsung như là Note 20 hay là S20, S10 các thứ thì cũng đã đều được tích hợp rồi. Và anh em không cần phải lo lắng. Và nếu mà mua cái này thì anh em gần như là đang đi trước thời đại. Ngoài Wi-Fi 6, 4 cái anten như anh em đang nhìn thấy ở đây thì nó được tích hợp cùng với công nghệ beamforming. Dễ hiểu hơn là khi anh em sử dụng Wi-Fi thì router sẽ tập trung phát sóng Wi-Fi vào cái thiết bị của anh em. Và như vậy thì nó sẽ chỉ tập trung phát sóng vào những cái thiết bị mà đang được kết nối mà thôi, chứ không kiểu làm sóng lan tỏa ra, và như vậy nó sẽ giúp cho cái đường truyền mạng của anh em nhanh hơn rất là nhiều. Nó có bộ vi xử lý 3 nhân xung nhịp 1.5GHz mới, giúp cho việc upload, download và giảm thiểu cái độ trễ của mạng. Tốc độ phản hồi cũng cực kỳ nhanh chỉ sau một cú click chuột của anh em. Và một cái điểm nữa mà thay vì ngày xưa thì anh em sẽ phải thiết lập đổi tên và hay là cài đặt pass thông qua cái nguồn là 192.168, thì ở con router này anh em chỉ cần lên App Store hoặc là Google Play để tải ứng dụng là Tidal để sử dụng, và nó rất dễ quản lý và thay đổi tên Wi-Fi, pass các thứ. Anh em không cần phải lên 192.168 làm gì cả. Và tất nhiên tất cả những cái thao tác đấy nó đều được thực hiện một cách dễ dàng ở trên smartphone của anh em. Nói chung thì giới thiệu cũng chỉ thế thôi, và cái con này thì nó cũng không có quá nhiều thứ để mình nói thiết kế rồi và bên trong rồi. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề là anh em sẽ rất là quan tâm là thực sự là khả năng của nó có được như thế không. Bây giờ thì mình lắp con này test cho anh em xem nhé. Và hiện tại thì Hà Nội Computer đang bán cái router này với giá là 1.799.000. Và nếu anh em mà đang cần mua một cái router tốt để phục vụ cho công việc là kiểu đấy phát sóng của mình, cũng như là thay đổi cho cái bộ router phò ở nhà mà nó có thể kiểu từ đầu nhà đến cuối nhà anh em vẫn có thể bắt được wifi bình thường, từ tầng 1 lên tầng 4 anh em vẫn có thể bắt được wifi bình thường, thì đây sẽ là một con router mà anh em đáng lưu tâm để có thể mua cũng như là sử dụng thay cho tất cả những cái đống thiết bị lằng nhằng như là ổ nâng cấp sóng này, kích sóng này, hay là nối dây riêng. Đấy, chỉ cần một con router này là đủ. Vậy anh em thấy sao? Nó có đẹp hay là nó có khỏe thật sự hay không? Thông qua clip vừa rồi, hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng mình biết. Ngoài ra thì đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình, và bấm hình subscribe cũng như hình cái chuông nhỏ nhỏ để có thể theo dõi những video mới nhất đến từ Hà Nội Computer. Và bây giờ thì hết video rồi. Bye bye anh em.